43 ngư dân Quảng Ngãi đi trên tàu cá QNG 90918 TS tố bị một tàu nước ngoài sử dụng súng trấn áp cướp bóc tài sản khi đang hoạt động đánh bắt tại vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trong chiều ngày hôm nay, ngay khi tàu cá này cập bờ, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ vào cuộc khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Theo tường trình bước đầu của ngư dân Ngô Thanh Vinh, chủ tàu cá QNG 90918 TS hành nghề câu mực tại Trường Sa, thì sự việc tàu của ông bị tàu nước ngoài tấn công, cướp tài sản xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 16 tháng 4 tại vùng biển Trường Sa của Việt Nam. Khi tàu đang khai thác hải sản, thì xuất hiện một tàu nước ngoài có trang bị vũ khí rượt đuổi, tấn công tàu cá của ông cùng hai tàu cá khác. Những người đi trên tàu nước ngoài có mang theo súng trấn áp các ngư dân trên tàu QNG 90918 TS, sau đó cướp đi 5 điện thoại di động và hơn 1 tấn mực. Nó lên cái là nó giật tà số tà gò má cái là đứng lẹ cái là nó khống chế nó bét. Rồi bắt đầu nó điều tra là bao nhiêu người trên tàu rồi nó về nó lùa hết lẹ trước lẹ cái rồi nó bét nó biểu ra Ronnie là nộp cho nó 10 ngon điện thoại đồng hồ vậy đó là rồi nó Ronnie là nhẫn dây chuyền vậy đó là đưa cho nó. Sau khi trấn áp cướp tài sản, tàu nước ngoài này rời đi nên 43 ngư dân đi trên tàu QNG 90918 TS tiếp tục hành nghề và đến ngày hôm nay mới vào bờ và liền trình báo với cơ quan chức năng trong sự bức xúc. Mình chẳng thọ mình nó vi phạm chứ còn đây mình lồn cái vùng truyền thống của mình hầu giờ mình lồn miết suốt đó mà nó tới mà nó uy hiếp mà nó dọn tình trạng đi ăn cướp ngoài biển vậy chứ nói chung dân thì không có chút tất xét nào trong tay mà nó dùng vũ khí mà nó trấn ốp vậy thì coi như chịu chứ làm gì đâu. Lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi đã làm việc trực tiếp với các ngư dân, xác định các thiệt hại và tiến hành các bước điều tra xác minh để làm rõ tàu nước ngoài nào đã tấn công, cướp tài sản của ngư dân đi trên tàu QNG 90918 TS khi hành nghề trên biển. Chỉ đạo cho lực lượng tàu kiểm soát nắm chắc cái hoạt động của tàu khi tàu về bến thì trao đổi thông tin báo cáo cấp trên và được sự hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên tỉnh, đơn vị đã tiến hành phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra làm việc với thuyền trưởng Ngô Thanh Vinh và các thuyền viên đi trên tàu 90918 TS để làm cơ sở kết luận báo cáo về cấp trên theo đúng quy định. Theo thông tin từ phía ngư dân đi trên tàu QNG 90918 TS cung cấp, thì cùng thời điểm tàu bị tàu nước ngoài tấn công, cũng có một tàu cá của ngư dân Bình Định bị tàu này truy đuổi, khống chế, đánh đập các ngư dân đi trên tàu. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng Quảng Ngãi tiếp tục lấy lời khai ngư dân để xác định rõ thông tin tố cáo từ phía ngư dân nhằm bảo vệ quyền lợi của ngư dân Việt Nam khi hành nghề trên biển. Từ ngày hôm nay, ngày 9 tháng 5 đến ngày 12 tháng 5, Đoàn Y bác sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam và Đoàn Y bác sĩ Quân đội Hoàng gia Campuchia sẽ phối hợp tổ chức khám, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho nhân dân huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Việt Nam và huyện Mi Mốt, tỉnh Bông Nung, Vương quốc Campuchia. Đây là các hoạt động tiến tới giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia diễn ra vào ngày 15 tháng 5 tới. Theo đó, đoàn y bác sĩ hai nước sẽ tiến hành công tác khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho nhân dân hai bên biên giới thuộc địa bàn hai huyện là Mi Mốt Campuchia và Lộc Ninh Việt Nam. Tại địa điểm phía bạn Campuchia sáng nay đã có hơn 2.000 người là người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em đến tham gia khám bệnh về nội ngoại khoa như là tai, mắt, mũi họng, khám sản khoa, nha khoa, khám nhi, điện tim, chụp X-quang và siêu âm để tầm soát các bệnh tật. Trong chương trình khám phát thuốc miễn phí lần này, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng cũng sẽ trao tặng 2.000 phần quà là các nhu yếu phẩm cho bà con nghèo hai bên biên giới. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 9 tháng 5, đại diện Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cho biết, hiện nay Bộ Công an đã tổ chức thực hiện việc rút tiền bằng căn cước công dân gắn chip tại một số ngân hàng. Theo đó, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân Bộ Công an đã thí điểm ứng dụng thẻ gắn chip thay thế thẻ ATM tại một số chi nhánh ở Hà Nội và Quảng Ninh. Trong thời gian tới, cơ quan chức năng dự kiến triển khai thêm nhiều địa phương khác.
về quy trình sử dụng sau khi chủ tài khoản quét căn cước công dân qua thiết bị tại cây ATM. Hệ thống ngân hàng sẽ kiểm tra xác thực và đối chiếu thông tin trên thẻ gắn chip. Sau đó, hệ thống tiếp tục xác thực khuôn mặt và vân tay của khách hàng để phòng ngừa tài khoản giả mạo trước khi công dân thực hiện giao dịch rút tiền. Ngoài ứng dụng căn cước công dân trong giao dịch ngân hàng, hiện nay người dân còn có thể sử dụng thẻ gắn chip hoặc ứng dụng VNEID cho thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám chữa bệnh tại một số cơ sở. Cũng trong ngày hôm nay, thì Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt nghị quyết số 09 của Đảng ủy Công an thành phố về xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nghị quyết xác định các mục tiêu xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp có tư tưởng chính trị vững vàng, liêm chính, gương mẫu, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, có trình độ và năng lực thực tiễn ngang tầm nhiệm vụ, có tư duy khoa học và khát vọng đổi mới, kỹ năng, phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, có tinh thần, ý thức trách nhiệm cao, tâm huyết tận tụy trong công việc, sâu sát thực tế, cơ sở. Với 9 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, đồng bộ, Nghị quyết 09 đưa ra những tiêu chí cụ thể để lãnh đạo chỉ huy các cấp tự đánh giá, tự soi, tự sửa và đề ra yêu cầu, phương pháp, nội dung, định hướng thực hiện trên tinh thần, dễ hiểu, dễ làm, dễ kiểm tra, giám sát, đảm bảo đạt được những mục tiêu của nghị quyết ở từng đơn vị và trong toàn công an thủ đô. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thị trường chứng khoán đã chứng kiến một phiên giảm điểm sốc gần 60 điểm, khối lượng mã giảm sàn ngập bản điện tử. Thị trường xác lập một kỷ lục mới với 358 mã chứng khoán, tương đương 32% số mã đang niêm yết trên 3 sàn giao dịch đã giảm sàn. Nối tiếp đà giảm giá từ cuối tuần trước, ngay từ đầu phiên, cổ phiếu trên cả 3 sàn giao dịch đã đồng loạt giảm mạnh. Tất cả các nhóm ngành đều đồng loạt giảm sốc. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 59,64 điểm, lùi về mức 1.269,62 điểm. Toàn thị trường có tới 934 mã chứng khoán giảm giá, tương đương với tỷ lệ 83%. Trong đó đáng chú ý là 358 mã chứng khoán, tương đương với 32% số mã đang niêm yết trên 3 sàn giao dịch đã giảm sàn. Trong 1.131 mã chứng khoán đang niêm yết, chỉ có 115 mã tăng giá, trong đó chủ yếu là các mã cổ phiếu có tính chất cô đặc, ít cổ đông, ít giao dịch. Tính từ đầu tháng 4 đến nay, VN Index đã giảm tới 255 điểm, tương đương giảm 17% giá trị. Thì cái sự giảm điểm ngày hôm nay của thị trường nó đến ở sau một giai đoạn rất tất yếu, khi mà thị trường thực tế đã liên tục giảm điểm kể từ đầu tháng 4, chính xác là ngày 6 tháng 4 cho tới nay. Nhà đầu tư bắt đầu là phải bán ra cả những mã cổ phiếu tốt, mã cổ phiếu đang tăng trưởng, mã cổ phiếu có giá trị, định giá thấp. Đơn giản bởi lẽ rất nhiều nhà đầu tư phải đáp ứng những cái margin call từ cái danh mục của mình. Thì cái giai đoạn thứ hai nó gọi giai đoạn là capitulation. Đây giai đoạn sẽ diễn ra rất nhanh chóng với sự giảm điểm đồng loạt của toàn bộ thị trường. Thanh khoản thị trường thường sẽ ở mức không là cao bởi vì phần lớn nhà đầu tư đã không có một lựa chọn nào khác để mua cổ phiếu. Thì tôi đánh giá là thị trường hiện nay đang trải qua những cái phiên có thể nói là bán đúng và bán tháo như vậy. Thị trường đang bị ảnh hưởng của rủi ro chính sách, có nghĩa là cái việc như vậy Fed tăng lãi suất và một số chính sách của ngân hàng nhà nước cũng như là của chính phủ là nắn dòng tiền, là chặn dòng tiền là với trái phiếu cá nhân hoặc trái phiếu của doanh nghiệp làm bất động sản, hoặc là chặn dòng tiền vào chứng khoán. Chính vì lượng đó ta thấy là thanh khoản của thị trường nó tuôn giảm cực mạnh. Chính vì điều đó cho nên là giá cổ phiếu mọi người lo sợ, mà như vậy là lượng người mua gần như là không có trong cái biểu đồ mà người mua không có, và như vậy là lượng người bán là chính. Chính vì đấy làm cho áp lực tâm lý hoảng loạn và người ta bán nhiều hơn mà không có cầu. Hiện tâm lý của các nhà đầu tư khá bi quan, lực cầu bắt đáy rất thấp và nhiều nhà đầu tư cho rằng VN-Index sẽ giảm về dưới 1.200 điểm, thậm chí có thể xuống 1.000 điểm ngay trong quý 2 này, và rất khó để có thể xác định mức đáy của thị trường trong năm 2022. Không thể nào dự đoán được đáy, có thể là 1.200, cũng có thể là 1.180, cũng có thể là về 1.150 và cũng có thể là xuyên thủng về tận như vậy là vùng quanh 1.000. Cái đó thì nếu mà ai mà giao dịch một cái phiên dự đoán đáy ở đâu ấy mà không bán theo phân kỹ thuật ấy, ngắn hạn ấy, thì như vậy là rất dễ bị dính đòn và có thể lại bị cắt lót liên tục. Thị trường hiện nay đang test một vùng rất quan trọng, đó là vùng viền cổ của mô hình vai đầu vai, nó tương đương ngưỡng từ 1.240 đến 1.260 điểm. Nếu thị trường không giữ được vùng này thì thị trường có xác suất sẽ là còn đi xuyên qua vùng cổ
của vai đầu vai, và trong kịch bản này thị trường sẽ chỉ tìm được cái ngưỡng hỗ trợ tiếp theo ở ngưỡng đường trung bình động 200 tuần, và ngưỡng này hiện nay là ngưỡng 1.100 điểm. Theo định giá của chúng tôi hiện nay thì ngưỡng 1.100 điểm hiện nay nó cũng tương đương với ngưỡng 650 điểm ở giai đoạn COVID tháng 3 năm 2020, thì đó là cái ngưỡng rất là tốt để nhà đầu tư có thể giải ngân cho dài hạn, và bất cứ cái mức điểm nào mà sâu hơn nữa thì đều là mức hời để chúng ta có thể giải ngân.